Superkill ơi, mùa thu tới rồi đó chị. Em muốn được tư vấn về makeup và quần áo để được giống như con nai vàng ngơ ngác, dẫm nát khu rừng già vậy đó. Trời ơi, em dẫm nát khu rừng già, còn chị đang dẫm nát đống đồ này em ơi. Ok em. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mission của Superkill sẽ là giải cứu cho tất cả những chị em phụ nữ cái cách trang điểm của mùa thu và trang phục mùa thu như thế nào nhé. Thời tiết Cali thì đang vào mùa thu rồi. Chính vì vậy ngày hôm nay thì Quyên sẽ hướng dẫn cái cách mà chúng ta dưỡng ẩm trước khi trang điểm cũng như là cái cách trang điểm cho mùa thu. Giống như các bạn đã biết đó, là vào mùa thu thì thường là những cái màu sắc nó sẽ hướng vào màu nâu nè, màu xanh lá mạ hoặc là màu đỏ mà hơi đỏ đỏ bọc đô một chút xíu. Chính vì vậy là ngày hôm nay cái tone makeup của Quyên sẽ focus vào nhiều trong những cái màu sắc đó. Và bước đầu tiên là cái cách dưỡng ẩm cho làn da. Hiện tại thì ở trên thị trường có rất là nhiều những cái dưỡng ẩm khác nhau, nhưng Quyên thì Quyên thích những cái gì mà nó đơn giản, nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Nói thật là cũng chẳng thích cái gì nặng nề trên cái khuôn mặt mình cả. Chính vì vậy là Quyên nghĩ là cái cách hay nhất cho tất cả chị em của chúng ta để dưỡng ẩm cho làn da thì Quyên recommend mọi người có thể là xài cái toner mix. Tại vì cái toner mix là một trong những cái dòng sản phẩm mà đang popular ở ngoài market rất là nhiều. Mọi người có thể tìm ở Sephora, ở bất cứ nơi đâu. Thì chúng ta chỉ cần là trong đó thì nó đã có cái dưỡng ẩm sẵn trong đó rồi. Mọi người chỉ cần xịt lên da mặt của chúng ta thì nó sẽ đủ độ ẩm và nó rất là nhẹ và nó không có cảm thấy là nặng nề cái khuôn mặt của mình. Thì cái điều đó là cái quan trọng và Quyên nghĩ rằng là chị em nào cũng không muốn cái nền của mình nó nặng, đúng không? Rất là đơn giản, chúng ta sẽ đầu tiên là xịt vô mặt của mình thôi. Đó, là nó sẽ có đủ độ ẩm, nhớ táp táp nhẹ nhẹ nha. Bên tay trái của Superkill là foundation. Foundation thì sẽ phù hợp cho các bạn có làn da dầu hoặc là chúng ta đánh nền mà nó hay bị đổ dầu á, thì cái foundation này nó sẽ phù hợp cho các bạn nhiều hơn. Với những bạn nào có làn da quá khô bong chóc thì Superkill nghĩ nên dùng cushion. Tại vì thật ra cushion sẽ chữa ngay tất cả những problem của quý vị, là nó sẽ làm cho làn da của chúng ta even lại nè. Nhưng mà một cái yếu điểm của cushion là cái màu của nó hơi bị sáng thôi. Nhưng nên là chúng ta sẽ, nó thường là có hai màu là C21 và C23. Thì quý vị sẽ chọn cái màu nào để phù hợp cho làn da của mình nhé. Thì với cái cushion này, làn da của quý vị dù có bong tróc cỡ nào thì nó cũng sẽ even lại và nó đều và nó cũng như là nó làm cho da mình rất là đủ độ ẩm. Thường á, là cái cushion Corinco này á, là trên tay Superkill đang cầm là nó sẽ giúp cho quý vị là cái da của mình có đủ độ ẩm nè. Cái thứ hai có SPF 50 trong này, và đặc biệt là sự tiện dụng của em này là mình bỏ trong túi mình đi ngay lập tức, và lỡ như accident mà mình không trang điểm cho cái mặt của mình thì mình vẫn có em này mình phủ lên da mặt đẹp ngay lập tức trong vòng 5 phút. Thôi thì ngày hôm nay mình sẽ đánh cái dòng này lên da mặt của mình trước nhé. Superkill sẽ thường là đánh với cái foundation thì Superkill sẽ dùng cây cọ thần thánh. Tại vì đánh với cọ thì nó sẽ vừa nhanh mà nó lại vừa thấm sâu mà nó đi nhẹ nhàng vô những cái khung mắt của mình á. Superkill rất là mê cái dòng cọ này, tại vì cái em này á, cái độ mềm của cái cọ rất là đã. Và đặc biệt nữa là em này là khi mình đánh ra cái nền mình cực kỳ, cho những cái bạn mà không có biết trang điểm luôn, mình vẫn có thể là có một cái lớp nền hoàn hảo ha. Superkill đã hoàn thành xong cái lớp nền của mình, thì mọi người thấy á, là với cây cọ Huda Beauty này thì cái lớp nền của Superkill là mọi người thấy là nó rất là bóng và rất là mượt. Thì mọi người chỉ cần là dùng cái cọ này đi theo một cái vòng tròn như vậy thôi, thì cái lớp nền của chúng ta sẽ tán ra nó rất là đều. Và đặc biệt là những bạn nào mà không biết make up á, dùng cái em Huda Beauty này thì sẽ tuyệt vời nhất ha. Và tiếp theo thì Superkill sẽ dùng cái highlight của Backcore. Thì cái Backcore này á, là Superkill rất là mê, bởi vì độ sáng và độ bóng của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì chúng ta chỉ cần là, đây là một cái dạng drop ha, mình chỉ cần nhỏ lên cái vùng chữ T của mình
thì với cái highlight này nó sẽ làm cho mặt của chúng ta có hiệu ứng là bóng cũng như là sáng cái vùng dưới mắt. Và mọi người đã thấy đó, cái nền của Superkill đã bóng loáng cái mặt rồi. Và tiếp theo là phần khối, Superkill sẽ chọn dòng của Sephora. Đây là một dòng mà Superkill thấy là nó có đầy đủ tất cả các màu ở trên này. Chúng ta có thể là dùng những cái màu sáng này cho cái phần ở dưới mắt, phần trán, phần sóng mũi và phần dưới cằm. Với những cái vùng tối này thì mình có thể dùng cho phần sóng mũi của mình hai bên để cho cái mặt của mình nhỏ. Và các bạn cũng có thể dùng chính những cái này để làm cho chân mày luôn. Và đây là chiếc cọ của Huda Beauty. Thì Superkill sẽ dùng cái phần đầu tròn. Trên chiếc cọ này mọi người đã thấy là nó có hai đầu. Một cái đầu tròn là dùng cho phần dưới mắt, phần trán cũng như là phần sóng mũi và phần cằm. Còn cái phần mà mọi người, quý vị đang thấy là nó hơi chéo một chút xíu như vậy. Hơi chéo một chút xíu như vậy là chúng ta sẽ dùng cho hai bên má của chúng ta, cho cái phần hốc. Quý vị sẽ dùng là cái màu sáng này để mình đánh vô cái phần mắt của mình. Và cái màu nâu này thì chúng ta sẽ đánh hai khối để đánh cái khối cho nó thật là đẹp á. Quý vị chỉ cần làm một cái động tác thôi là nó sẽ hot ngay lập tức. Tại vì Superkill cũng hiểu là không phải là ai cũng có thể là biết đánh khối được, chỉ có những cái người professional thôi. Và với quý vị nào mà cái khuôn mặt của mình nó hơi tròn ở bên này hoặc là bị một cái ngạn ở bên này á, thì chúng ta có thể dùng chính cái màu nâu hồi nãy mình đánh ở cái phần bên hông này để cho cái mặt của chúng ta thon gọn hơn. Hoặc một số chị em qua 30 tuổi thì chúng ta có một cái cằm như vậy thì chúng ta có thể đánh ở phần dưới này để che bớt đi những khuyết điểm trên mặt của mình. Để đánh có một cái sóng mũi thật là đẹp thì quý vị hãy nhớ là ngay từ cái đầu chân mày nè, mình chỉ kéo xuống một đường thôi. Rồi, bây giờ thì là đã xong cái phần khối. Sau khi cái phần khối này thì các bạn nhớ giúp Superkill là chúng ta sẽ phủ một cái lớp phấn phủ. Tùy theo màu da, chúng ta nên nhắm cái màu da ở phần cổ này. Và cái màu da mặt thì nó phải cùng chung màu. Các bạn mà dùng cái phấn phủ mà nó quá sáng á, thì cái mặt của mình nó sẽ bị trắng bệt, nó không có đẹp. Chính vì vậy là chúng ta hãy chọn cái phấn phủ. Thì nó có hai dạng cái phấn phủ, hiện tại trên thị trường có hai dạng phấn phủ ha. Một loại là dạng phấn phủ nén và một loại là phấn phủ bột. Đây là Superkill, trên tay Superkill là có hai dạng phấn phủ nè. Đây là dạng phấn phủ bột và đây là dạng phấn phủ nén. Thì phấn phủ nén nó có một cái phấn phủ nén thì nó bị một vấn đề thôi là nó sẽ hơi dày hơn một chút xíu. Nếu da của chúng ta có nhiều khuyết điểm và chúng ta không muốn là đánh quá nhiều trên da mặt của mình thì mình có thể là dùng phấn phủ bột. Với mùa thu thì quý vị biết đó là chúng ta sẽ focus nhiều vào những cái màu tone là màu cam đất, màu tím hoặc là màu vàng. Đó là màu vàng gold, là những cái tone màu rất là phù hợp cho mùa thu ha. Và bây giờ Superkill sẽ dùng chính cái bảng màu này cho phần chân mày trước. Phần chân mày thì quý vị có thể xài cái màu ở đây. Đây là cái hộp makeup của Huda Beauty. Màu này thì cực kỳ đẹp và đang rất là hot trên thị trường. Tất cả các bạn ai cũng rất là mê cái hiệu của Huda này. Thì Superkill thấy là với cái hiệu Huda Beauty này là nó có khá là nhiều. Nói thật là Superkill đã vô shopping ở trong mall rồi và thấy là có rất là nhiều cái màu mắt khác nhau. Nhưng mà Superkill rất là mê em Huda Beauty. Và một hiệu màu mắt nữa mà Superkill rất là mê đó là Tweezy. Thì những cái màu mắt của nó đang thuộc về trend, cũng như là rất là nhiều các bạn trẻ lớn tuổi hơn chút xíu vẫn mê. Thì bây giờ ngày hôm nay là Superkill sẽ dùng đầu tiên nè. Cái hộp này mọi người thấy không? Cái Huda Beauty này, về cái màu sắc của nó, chúng ta có thể dùng những cái màu nhạt cho cái phần đầu mắt. Những cái vòng, cái màu mà nó ở cái màu trung tính á, thì chúng ta sẽ dùng cho phần bầu mắt. Và những cái phần cuối cùng như vậy là chúng ta sẽ dùng cho phần đuôi mắt và phần ở dưới khóe mắt của mình. Và đầu tiên thì Superkill sẽ dùng cái màu này để đánh cho cái phần lông mày của mình nhé.
Superkill biết là ở Mỹ thì hoàn toàn khác ở Việt Nam, là các bạn ở Mỹ thì đa số là đã xâm chân mày rồi. Chính vì vậy là chúng ta không cần dùng cái màu quá đậm, chúng ta chỉ đi đường nét cho nó nổi bật cái chân mày của mình lên thôi. Tại vì cái màu xâm chân mày nó thường là bị xanh. Chính vì vậy là khi mà mình để y nguyên như vậy mà mình make up lên thôi thì nhìn nó không có được đẹp. Nên là quý vị hãy dùng một tí màu để đánh lên trên chân mày nhìn nó tự nhiên hơn nhé. Hiện tại thì Superkill sẽ dùng cái màu nâu để đánh sơn lên phần chân mày của mình. Và Superkill đã hoàn thành xong cái phần chân mày của mình rồi. Nhưng các bạn nhớ nhé, là chúng ta nên có một cái cây cọ và chúng ta dùng một tí nền để có thể quét lại cho nó gọn, cái chân mày nó không có bị tùm lum. Tại vì không phải là ai mình vẽ chân mày cũng 100% chính xác hết. Và bây giờ thì Superkill đã hoàn thành xong phần chân mày của mình rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần màu mắt. Và với tông màu mùa thu, Superkill xin chọn là tổng cộng là 3 màu. Màu đầu tiên là Celestial để đánh phần đầu mắt. Màu thứ hai là Blood Moon và Owl là để đánh phần cuối mắt. Thì quý vị có thể là dùng cọ hoặc là dùng tay. Superkill recommend thì với những bạn không có professional như Superkill đây chẳng hạn thì chúng ta có thể dùng tay. Đó, chúng ta dùng tay là đầu tiên là chúng ta sẽ dùng màu Blood Moon nhé. Màu Blood Moon thì quý vị nên để ý là cái phần bầu mắt của mình nè. Mình sẽ đánh cái phần Blood Moon này cho nguyên cái phần bầu mắt. Bởi vì Superkill dùng tay là vì sao? Tại vì chỉ với tay thì chúng ta tán màu nó ra rất là đẹp và nó sẽ không bị cục. Còn thường là chúng ta dùng cọ mà chúng ta không biết cách dùng á thì nó sẽ bị là cục vón cục hoặc là nó rớt xuống phía dưới là rất là nhiều. Chính vì vậy là khi mà ở trên tay của mình á thì mình sẽ điều chỉnh cũng như là cái độ mịn của cái màu mắt nó sẽ đẹp hơn. Sau đó là Superkill sẽ dùng một cây cọ để đánh ở phần hốc mắt. Thì Superkill recommend cho mọi người là nên mua một cái cây cọ mà đầu tròn như vậy. Tại vì với cái cây cọ đầu tròn này á, khi mà mình tán ở cái phần hốc mắt nó sẽ dễ dàng hơn. Thì Superkill sẽ chọn cái màu Owl để cho cái phần đuôi mắt. Chúng ta sẽ dặm nhẹ và chúng ta tán. Quý vị nhớ nhé là với cái hốc mắt á, thì quý vị có thể thấy là khi mà mình nhắm mắt lại á, mình đi cây cọ này nè, thì mọi người sẽ thấy được là đây là cái phần hốc mắt của mình nè, rất là dễ. Mình chỉ cần nhấn nhẹ để mình biết cảm nhận được rằng là ở đâu là cái hốc mắt của mình ha. Và tiếp theo là các bạn sẽ dùng cây cọ mà tròn mà nó hơi dẹp như vậy. Tại vì như vậy á, nó sẽ đi ở cái phần dưới mắt này rất là dễ dàng ha. Chúng ta lại tiếp tục chọn cái màu Owl để đi phần dưới mắt. Các bạn chỉ cần nhìn lên thôi, mình đánh cái phần dưới mắt này theo cái chiều đi lên thì cái mắt của mình á, nó sẽ không có bị sụ xuống, nhìn nó không có buồn. Và dùng một tí cái màu Owl để đánh lên phần phía trên để cho nó lan giữa tất cả các màu. Và Superkill dùng một cái cây cọ nhỏ hơn để đánh ở cái phần đầu mắt. Với cái phần bầu mắt á, thì Superkill sẽ dùng cái màu Celestial. Quý vị chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Tại vì Celestial nó có kim tuyến ở trong này nên là khi mình đánh lên cái phần bầu mắt nó sẽ rất là đẹp. Superkill vừa hoàn thành xong phần màu mắt và bây giờ thì Superkill sẽ dùng em Huda Beauty cho phần eyeliner. Eyeliner thì đối với những bạn mà có cái mắt mà giống như Superkill là mình nên vẽ cái trong cái lòng mắt. Nếu mà bạn nào mà có cái lòng mắt của mình nó không có, cái lòng mắt của mình nó không có được to, cái con ngươi của mình không được to thì mình nên có trong tay của mình một cái eyeliner mà dạng mềm một chút xíu để mình vẽ ở phía trong cái lòng mắt như vậy. Thì nó sẽ tạo hiệu ứng là nhìn con mắt mình nó to hơn. Và với cái em Huda Beauty này thì mọi người có thể là dùng để vẽ eyeliner luôn.
Và bây giờ thì Super Q đã xong cái phần eyeliner rồi. Chúng ta chỉ cần bấm lông mi, dán lông mi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần mắt. Kế tiếp nữa là Super Q sẽ đánh phần má hồng cùng phần môi, thế là đã hoàn thành xong khuôn mặt cho mùa thu rồi đó. Và Super Q đã hoàn thành xong phần mắt của mình. Thì mọi người thấy đó là với cái tone màu mắt màu nâu này thì mắt của chúng ta sẽ rất là có điểm nhấn. Và với cái tone mắt màu nâu này thì rất là phù hợp cho mùa thu. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đến cái phần mà má hồng. Má hồng thì với những cái tone mắt màu nâu như vậy, Super Q khuyên tất cả các bạn là nên dùng má hồng màu cam nhé. Với phần má hồng thì Super Q chọn cái dòng của Carmen James. Thì Carmen James thì có một cái hộp màu mắt như vậy, nó có 3 cái màu má hồng và 5 cái màu mắt như vậy, rất là tiện dụng. Thì khi mà quý vị xài á thì các bạn có thể xài cái màu cam này cho cái phần má nhé. Vì theo xu hướng bây giờ là mọi người đánh má hồng không có còn đánh theo cái chiều đi lên nữa, mà quý vị cũng thấy là bây giờ hiện tại là các bạn trẻ đang đánh theo cái xu hướng đi ra và má nó ửng hồng như kiểu mình say rượu vậy đó. Nên là các bạn dùng cái màu cam này mình đánh theo cái chiều đi ra mà nó hơi lấn vào trong này một chút xíu ha. Hơi lấn là mình có thể tán lên cái phần mũi của mình nhiều. Thế là xong rồi. Và cuối cùng là phần môi. Và chúng ta sẽ lên đồ cho mùa thu nhé. Giới thiệu với mọi người là những cái màu môi cho mùa thu. Thì với mùa thu thì chúng ta nên đi vòng vòng với lại 3 cái màu này thôi. Đây là những màu son của em Carmen James. Thì Carmen James là một cái loại son mà nó là son lì. Các bạn thấy là hiện tại bây giờ là đa số là các bạn trẻ hay là những người lớn hơn thì người ta chọn son lì nhiều hơn, tại vì nó nhìn nó sang hơn và cũng như là nhìn nó thời trang hơn. Với bộ đồ hiện tại Super Q đang mặc thì Super Q sẽ chọn cái tone màu là màu Linen 863 của Carmen James. Thì màu này là nó hơi da mà hơi hồng hồng một chút xíu. Và với những cái bộ đồ khác thì Super Q sẽ chọn cái tone màu son khác nhé. Super Q đã hoàn thành xong khuôn mặt cho mùa thu rồi. Bây giờ thì tất cả các bạn đã có idea cho mình như thế nào cho mùa thu rồi đúng không? Mong rằng là với những cái chia sẻ của Super Q thì các bạn sẽ có một cái idea thêm về màu mắt cho mình vào mùa thu. Và bây giờ thì cách phối đồ như thế nào cho mùa thu nhé. Để hoàn thành mission ngày hôm nay, Super Q sẽ hướng dẫn tất cả quý vị và các bạn cách chọn trang phục cho mùa thu như thế nào nhé. Với thương hiệu Forever 21, tất cả các bạn sẽ chọn rất là dễ dàng tại US và cái giá tiền thì cũng rất là phù hợp. Cũng như là các bạn đã biết là mùa thu sẽ là những cái mùa mà với nó rất là phù hợp với những cái màu giống như là màu hồng đất nè, màu vàng nè, màu nâu đất hay là màu da. Đó là những cái màu mà nó đặc trưng cho mùa thu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hoàn thành mission nhé.
hôm nay thì Ngọc Quyên rất là vui khi được đồng hành cùng OCTV để có một cái chương trình được mang tên là Super Kill. Và trong chương trình này thì thật là buồn là Quyên đã được đổi tên đổi họ trơn ạ. Và chữ Super ở đây là Quyên được hóa thân thành Superwoman để giải đáp những tâm tư tình cảm, hôn nhân, gia đình, nấu ăn, con cái, tất cả những cái thứ gì để các bạn có thể đẹp hơn. Nói chung là như vậy thôi. Và mọi người giúp Quyên là gửi email về chương trình cũng như like, share, subscribe để chương trình có thể đến gần với mọi người nhiều hơn. Và nơi đâu có khó, nơi đó có Super Kill.